Không lẽ cả cái quê mình như vậy không đủ để cho con phát triển sự nghiệp của con sao? Quê mình bây giờ khác lắm rồi, lên thành phố luôn rồi, thế nào cũng sẽ cần những trí thức trẻ như con. Có giàu trí tưởng tượng cỡ nào cũng không bao giờ con dám nghĩ rằng quê mình lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Tự như là có một cây đũa thần vậy ba. Tại con đi lâu con mới vậy chứ, ba chứng kiến từng ngày từng ngày. Ngày xưa còn bộn bề lắm chứ đâu phải được như bây giờ. Dạ ba. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì không mặc đồ mà đi lung tung vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, mày làm ơn mượn cái áo vô đi. Cái gì vậy con? Ba nhìn kìa ba, nhìn kìa. Trời ơi. Dạ, con có bận quần mà. Có cái gì đâu mà mày la gần vậy? Trời ơi ba, coi kìa. Mày coi coi có gì đâu, tao nhìn nãy giờ muốn lòi con mắt có thấy gì đâu. Thì sọc đỏ thôi chứ cái gì mà gốm vậy. Trời ơi, anh mặc quần rồi anh quấn khăn chi vậy? Con vậy thôi mà cũng la ông sợ mà. Cùng quá. Còn mày nữa, ăn bận kín đáo chút đi, nhà của con gái mà. Ở Việt Nam nóng quá, tắm xong vẫn còn nóng, ra ngoài đây cho nó mát. Mà tao thấy tướng tao cũng ok mà. Tại em mày không biết thưởng thức cái đẹp. Đành chịu thôi. Cái gì? Mày đẹp lắm hả? Dạ. Thầy muốn ơi, nó tự tin nó đẹp rồi. Đẹp mà. Qua biểu, ngồi đây, ngồi đây. Có cái gì mà có vẻ bí mật vậy ba? Thằng Kiệt là đứa ra sao? Phải nói là quá tốt. Ủa, mà sao ba lại hỏi vậy? Vì Hậu mày cảnh cáo tao rồi, có đàn ông ở trong nhà là phải cẩn thận. Còn Thảo em mày nó đẹp quá mà, nó giống ba. Nhưng mà nó có bần quần mà ba, có gì đâu. Tại con Thảo tưởng bở nhìn gà quá cuốc thôi. Đồng ý là nó có mặc quần, nhưng cách phối màu của nó ghê quá. Màu cẩm hường ở trên, màu sọc đỏ ở dưới, bên này ôm cái khăn màu vàng. Kinh khủng. Nhưng mà con thấy cái đó bên nước ngoài là chuyện bình thường mà ba. Ở nước ngoài là bình thường, nhưng về quê mình là dị hợm. Con hiểu ý của ba, con sẽ căn dặn nó ăn bận kín đáo hơn. Thảo, em đang làm gì vậy? Em đang làm thịt chuột. Đâu? Dạ. Trời, khủng khiếp quá vậy. Sao em làm thịt nó làm chi vậy? Ăn. Ăn trời hả? Ơi, chuột roti á là đặc sản quê em luôn đó. Ông này mất lịch sự quá. Không phải, anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh không ngờ chuột mà cũng ăn được. Trời đất ơi, đây là chuột đồng á chứ đâu phải là chuột cống đâu. Chuột đồng á sống trong hang ở ngoài ruộng, đồ ăn của nó toàn là lúa không à, cho nên thịt của nó đặc biệt thơm ngon. Anh biết không, chuột này nha, bây giờ mình ướp gia vị xong rồi mình chiên sơ lên, rồi mình đem roti là ngon hết ý luôn á. Thôi. Ê nè, chê chứ gì. Được rồi, chiều nay tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt. Cái cô Thảo này ác thiệt, dám lấy chuột hù mình nữa. Không được, phải đi kiếm cổ để nói cho ra lẽ. Không thôi mai mốt cổ đem rắn vô hù mình thì chết. Có mùi.
Thảo, ba con có nhà không Thảo? Ủa gì kiếm ba con chi vậy? Ba con đi ra ruộng coi cắt lúa rồi. Thì không thấy thì hỏi chứ gì đâu. Rồi, cá rô mà cá rô chiên với nước mắm gừng là ngon dữ lắm mà nha, thèm dữ lắm à. Thì chút nữa về ở lại ăn cơm với ba con luôn. Thôi ăn ké hoài kỳ quá à. Trời ơi, còn ngại nữa, quen quá rồi. Ăn cơm á phải đông người mới vui, chứ ăn mình buồn lắm. Ha, cũng phải á. Mấy ngày nay con Chi nó đi dạy hoài, vì ở nhà có một mình thành ra cũng là biếng ăn lắm. Thôi về ngồi chơi đi, con ra hái mấy cái ớt với mớ rau nha. Được rồi, đi đi con. Ây da, con Thảo này ngày càng tiến bộ nha. Thơm quá thơm luôn. Cứ bận đàng hoàng hả? Anh có mặc đồ mà gì? Đúng là nước ngoài về ăn mặc cái kiểu gì văn minh ghê. Nhà có phụ nữ, với lại nhà này đâu phải của anh đâu. Anh ăn mặc cẩn thận xíu chứ. Anh xin nói rõ, vì chưa có thấy gì hết, chỉ là phản xạ tự nhiên rồi vì hét toáng lên vậy thôi. Chứ anh có mặc quần mà, cũng giống như em tối qua. Tối qua có chuyện gì? Chuyện gì? Đâu có gì đâu gì. Trời, Thảo. Tối hôm qua không có chuyện gì. Tối hôm qua là sao? Tới ngày mùa kiếm nhân công khó quá. Ngày mai nữa là xong. Chú cứ từ từ. Từ từ á, nhưng mà mấy ông tí đâu có từ từ. Có khi á mấy ông dám ăn hết sạch lúa còn ba cái gốc rạ không á. Tôi có hỏi con Thảo rồi. Con Thảo nó nói phòng nông nghiệp đang lo. Phải như là gà vịt á, mà đẻ lia lịa giống như mấy ông tí á thì còn đỡ biết mấy. Đám trẻ bây giờ không có đứa nào chịu mần ruộng. Thà tụi nó chịu đi làm công nhân, mà lương công nhân cũng đâu có cao đâu. Nhưng mà như vậy thì cũng đỡ cực hơn là làm ruộng. Nhà anh có con Thảo là may mắn lắm rồi. Cũng phải. Phải chi quê mình có được nhiều con Thảo như vậy thì đỡ biết mấy. Gấp đồ ăn đi. Dạ mời ba. Ăn đi con. Dạ. Con mời dì Hậu. Thằng này, sao ngồi ăn cơm trắng không con? Có thịt đó, ăn đi. Dạ bác, nhưng mà cái này là thịt con. Thịt chuột là đặc sản đó. Ăn đi, dỗ không có mà ăn đâu, ngon lắm. Mày. Anh Kiệt ăn đi, thịt chuột á bổ lắm đó. Đúng rồi. Sao vậy? Ăn đi ba, ăn đi gì? Ăn đi. Đang cơm chạy đâu ạ? À? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba ăn đi. Con mời dì Hậu. Ừ.
Dì Hậu. Gì? Dì không nên chọt đũa vô tô canh vậy. Dì dùng đũa gắp vô tô canh vậy mất vệ sinh quá. Cái thằng này. Tao nói đúng mà. Mày... đũa trên miệng của dì rồi nhúng vô tô canh, vi khuẩn nó sẽ theo đôi đũa rồi phát tán vô tô canh. Tao có bệnh truyền nhiễm đâu Di Trùng. Mày kỹ quá mày ăn riêng đi. Dạ. Tao quen uống vậy đó. Anh Kiệt, anh ăn nhiều vô nói ít lại chút xíu đi. Ê, lần sau dọn cơm nhớ bày thêm muỗng riêng đũa riêng. Dạ đúng rồi đó bác. Ăn đi ba, ăn đi gì. Thôi, mày làm gì mà cứ chạy tới chỗ lui hoài vậy? Đánh răng mấy lần mà vẫn còn nghe mùi chuột. Mày ảo tưởng. Lúc nãy tao thấy mày ăn ngon lành lắm mà. Ngon cái đầu mày á, ghê muốn chết. Khi không lại đi ăn thịt chuột. Nè, chuột cũng là một loài động vật. Dơ bẩn. Tại mày suy nghĩ nhiều quá thôi. Chuột đồng á, sống ở trong hang, ở bờ ruộng ăn lúa. Còn không á thì leo lên cây dừa, ăn dừa. Ăn dừa? Có cái gì đâu mà dơ bẩn. Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Mày đừng có tỏ ra gớm ghiếc như vậy. Nhập gia tùy tục. Nếp nhà của tao ra sao á, mày phải nương theo. Sorry. Nè, với lại tao thấy thái độ của mày với dì Hậu á hơi khiếm nhã đó. Khiếm nhã? Trong bữa ăn á, tao thấy mọi người gấp thức ăn cho nhau. Làm như vậy là không được vệ sinh. Ở Việt Nam á, ăn uống như vậy là bình thường, không đến nỗi mất vệ sinh như mày nghĩ đâu. Còn gấp thức ăn cho nhau là thể hiện sự quan tâm, thì mày phải vui vẻ đón nhận chứ. Sau này á, đi ăn ở đâu người ta gấp cho mình, mình phải vui vẻ đón nhận. Dù mình không thích. Không thích cũng phải vui vẻ nhận. Đó là lễ phép. Ở Việt Nam nhiều lễ phép quá. Tới mày đi đánh răng đó. Đánh răng làm gì? Tao nghe được mùi chuột từ miệng mày. Khùng. Bờ ruộng đầy hang kiểu này á, bao nhiêu lúa bị mấy ông tí ăn hết. Điều này biết tay tôi. Thảo phải không? Phải Thảo không mày? Đi coi ruộng đó hả? Dạ con chào bác Mười. Ủa bác Mười, lúa nhà bác chừng nào gặt? Ngày mới lận. Mà bây giờ á, kiếm được nhân công á khó quá mày ơi. Mà phòng nông nghiệp của huyện á đã có cái kế hoạch gì đó diệt chuột chưa? Nó cắn nó khóa quá trời tụi bay ơi. Dạ, mấy chú ở bên phòng nông nghiệp huyện á cũng đang họp bàn về chuyện này á chú. Trời ơi, mấy ổng bàn cái gì á thì phải bàn cho lẹ lên để mà còn tìm cái cách diệt chứ. Bây giờ phun thuốc diệt chuột á có được không? Nguy hiểm lắm bác. Bà con mình hay bắt rắn bắt ếch ăn, rồi lỡ ngộ độc chết làm sao? Con đang nghĩ cách. Chuột sinh sôi như vậy á là cũng tại bà con mình có bao nhiêu mèo đem bán hết. Rồi hả, bẫy rắn, rồi á bẫy chim. Chuột nó không có kẻ thù á thì cứ vậy mà sanh đẻ thôi. Phải ha. Có mấy đại lý thu mua rắn nè, mèo nè, giá cao lắm, bà con mình ham quá cái cứ bán cho họ hết trơn. Bởi bà con mình á thấy cái lợi trước mắt mà không có thấy cái hại lâu dài. Mình phải vận động bà con đừng có bắt rắn bắt chim nữa, rồi phải nuôi mèo trở lại đi thì may ra.
Nè Thảo, em lụi hội làm gì hoài vậy? Thảo à, hồi sáng á, anh thấy người khác chở Chi đi làm, anh buồn quá. Nhìn kẻ khác ngồi bên cạnh người mà mình yêu thương, cảm giác rất là khó chịu. Lỗi tất cả cũng tại anh. Bây giờ em có cách nào để Chi quay lại với anh không? Mà làm sao như vậy được chứ? Chi đã có người khác rồi. Nghe ba nói là anh ta rất giàu có. Em có nghĩ Chi quen với một người như vậy để trả đũa anh không? Ủa, nè, sao nãy giờ anh nói không trả lời gì hết Thảo? Hồi nãy giờ nghe anh nói gì không Thảo? Hôm nay em sao vậy? Ủa anh Hiếu, anh cũng ở đây nữa hả? Ủa Thảo, ủa về đây là vậy? Hái xong chưa? Để em hái phụ cho. Chị làm xong rồi hả? Thôi chị về nghe. Dạ. Hai người đang nói chuyện gì? Ủa, anh chọc giận chị Chi nữa phải không? Những lệnh không nên nói cũng đã nói rồi, cũng tại em không đó. Mắc gì tại em? Sao ngồi ở đây tự nhiên đâu vậy? Ủa, ê chị Chi nhảy rào kìa. Gì kỳ vậy? Trời ơi, Chi chào với coi. Chi Hiếu, anh hai, Thảo, ba người này làm gì giống như là đang đi chạy vượt rào vậy? Ủa, trời ơi, anh hai gì con mới về? Em về rồi hả? Dạ. Dạ, chào gì? Dạ, chào gì? Thảo thì anh biết rồi. Còn hai người này? Đây là anh Hiếu, anh của Thảo. Còn đây là anh Kiệt, bạn của anh Hiếu. Anh ấy vừa từ Úc về đó. Giới thiệu với mấy đứa, cậu Long đây là người yêu của con Chi. Vậy phải giới thiệu là chồng sắp cưới chứ gì? Hả? Chồng sắp cưới hả? Ủa, chờ anh.
Nhưng mà nông dân của tụi tao khổ lắm mày ơi. Khổ? Tôi thấy mọi người ở đây nhậu vui vẻ lắm mà. Vậy mới khổ. Nhậu tới sáng thức dậy làm đâu có nổi. Thì đừng có nhậu. Không nhậu thì làm gì? Không lẽ về nhà chơi với vợ à? Tao nói cho hai người mày nghe nè. Tụi tao á, được mùa cũng khổ, mất mùa cũng khổ. Ủa, sao được mùa mà lại khổ? Được mùa thì thương lái nó vô, nó mua, nó ép giá. Giá lúa rẻ như bèo. Ủa, nhà nước không bảo hộ sao? Vô đây, tôi trốn nhà. Mày chả nói vậy thôi, chứ làm không có được. Tàn đó, tàn đó. Thôi, bỏ đi. Vô một cái. Vô. Hy vọng có ngày nông dân mình ngẩng cao đầu mà sống. Vô, một, hai, ba. Vô. Mày ơi, đừng lấy nông dân tâm thân cực khổ như con trâu ngoài đầu. Mày nói xấu nông dân của mày. Cường, thôi đi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Kể nó đi. Bữa nay có thằng Hiếu với thằng Kiệt chơi, mày làm gì nóng quá vậy? Bỏ đi, kể nó đi. Nè, thôi, kể nó đi. Mày mới nói nông dân cực khổ mà. Thôi, uống đi. Hôm nay ngày vui chứ không phải là ngày đánh lộn. Ừ. Thôi bỏ đi, vô đi. Vô. Một, vô. Hai, ba, ba. Vô. Vô. Sao rồi, mày điện nó được chưa? Ờ, dạ dạ, giờ con gọi nè ba. Trời ơi, sao nãy giờ không điện? Đây đây đây. Anh không có nghe máy ba ơi. Hay là xỉn gục tại bàn rồi. Tao ra tao lâu cổ về. À, thôi ba ơi. Để con gọi lại cái coi. Vô. Một, hai, ba. Vô. Quá luôn rồi. Uống đi. Về nha. Sao rồi, chừng nào về? Trời, về đi, lè nhè quá ba kêu nè. Thôi biết rồi. Đưa này tao nói chuyện nó. Ờ. Vô. Càng nha. Ai đi cứ đi, chiến trường súng vẫn nổ. Ủa sao nó ỏe ý không vậy? Thì là anh cúp máy rồi đó ba. Hèn gì nó cứ ỏe ý không, tao ừ thấy bà nội luôn à. Thằng thiệt tình. Thôi làm việc đi. Ai gọi cho mày vậy? À, con Thảo em tao. Tại vì lâu quá tao không nhậu, rồi nó sợ tao xỉn. Tại bàn là cái chết đàng hoàng, chết ngoài đường là cái chết sình ương, chết tại bàn mới là cái chết anh hùng mày. Vô đi những người anh hùng. Ở đây nhậu vui quá. Đúng lạ tay về không hiểu gì hết. Ở Việt Nam á, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, mà không vui không buồn á cũng nhậu. Có tiền á thì nhậu nhiều mồi, còn không tiền á thì nhậu không mồi. Có thể nhậu á từ sáng tới tối. Nếu mà chết tại bàn á thì được phong là nhậu sĩ. Nam vô tủ như kỳ vô phong. Uống đi chú em. Ủa, cái này ai kêu? Tôi mời. Quán lại. Vô một ly, nhâm nhi tịnh bạn. Vô. Thôi, nó uống nhiều lắm rồi. Nó không biết uống rượu đâu.
Rượu bất khả ép, ép bất khả từ. Vô mày. À thôi được rồi, bạn bè mời thì uống. Vô. Vô. Hai ly uống cạn tình sầu. Uống cạn tình sầu hả? Cạn luôn. Mày thấy chưa? Mày thấy nông dân tụi tao chơi không? Xứ quê chứ người không có quê. Tụi này biết chơi lắm. Chỉ có không có tiền thôi. Hay. Hay quá. Vậy là mày chưa xịn. Vô. Vô. Rồi vô. Vô. Xa em mới ban chiều, thấy mà lòng mình đã quanh hiu, anh nhớ em nhiều. Chỉ mong được bên người yêu để nói bao điều. Là sao ta? Nói chung là yêu đó, có đó phải là yêu không? Tại sao dáng em thì buồn? Oh 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 oh. Xa em mới ban chiều, thấy mà lòng mình đã quanh hiu, anh nhớ em nhiều. Cẩn thận mày. Vui mà. Từ từ thôi. Hôm nay vui quá. Tao muốn nhậu thêm. Thằng quỷ này. Yên ơi anh yêu dậy. Em trời. Trời đất ơi, cái gì vậy cái ông này? Biểu đi canh anh hai mà sao sai bét nhè vậy? Buông ra. Thôi. Tôi muốn nhậu thêm. Chết cho bằng nhậu mới là anh hôn. Trời ơi. Nam vô tử, vô kỳ vô phòng. Đi vô phòng mày ơi. Đi vô phòng. Trời ơi. Thank you. Hello, Richard. Oh, I'm so sorry. I'm sorry. Can I help you? Sorry, are you okay? I'm sorry. Sorry, I'm so sorry. Sorry, can I help you? Cô là người Việt hả? Dạ. Không sao đâu, để tôi tự làm là được rồi. Cô mới vào đây làm việc lần đầu hả? Dạ, em mới xin được công việc đầu tiên để mà có thể trang trải học phí. Nhưng mà cô đừng có lo, tôi sẽ không báo cho quản lý của cô đâu. Dạ, cảm ơn anh. À, anh ngồi đây chờ em nha. Để em đem ly nước khác cho anh nha. Ok. Dạ. Thank you.
gì vậy? Đầu quá. Đáng đời. Ai biểu làm anh hùng? Thành cũng đâu có muốn đâu. Nhưng mà thằng Hiếu nó dặn anh á, ai mời thì cũng phải nhận, cho dù là mình không thích. Cũng còn tùy trường hợp chứ. Anh nhớ thằng Tiến hay Cường, nó có nói cái câu rượu ép bất khả từ. Luận điệu mấy ông nhậu mà anh cũng nghe hàng chi cho nó mệt vậy không biết. Thì anh nghe uống cho nhiều, cho nên bây giờ mới khát nước, rồi đói bụng nữa. Ngồi đó đi, để em vô em nấu cho anh tô mì. Cảm ơn em nha. Nóng dữ vậy. Nè. Tên 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 mì gói. Trời đất. Làm anh cứ tưởng món nào ghê lắm chứ. Xin lỗi anh nha, bữa nay em đi làm về trễ quá nên không kịp nấu món gì hết á. Không sao đâu, miễn là em nấu thì món gì cũng ngon hết á. Nịnh. Đây là tô mì gói ngon nhất thế giới. Chơi măng, chơi măng. Ngon. Em cũng có khiếu nấu ăn quá ha. Ngon quá. Sao anh không ăn đi? Ngon quá. Thảo, hình như em bỏ gì vô mì phải không? Ngon quá vậy. Bỏ gì? Thì hả? Em bỏ mì gói có sẵn với lại nước sôi chứ bỏ gì? Không phải đâu, hình như em có bỏ gì nữa, chứ anh thấy ngon hơn bình thường. Có anh không bình thường cho nên mới thấy mì nó ngon hơn bình thường thôi. Anh Tiến. Ủa, lạ thiệt. Cái ông này làm cái gì mà tối qua đi nhậu về vậy mà còn sức đi làm. Công nhận cái ông này có tiến bộ thiệt. Trời đất ơi, nhậu xỉn mà nằm ngủ cái kiểu này á, có ngày nhập thổ là đi luôn á. Mới sáng sớm mà bà trù chồng chết hả bà? Ủa, ông tỉnh dậy rồi hả? Tưởng đâu á, tới trưa mới dậy nổi chứ. Xỉn mà nghe bà trù ẻo quá, tôi tỉnh luôn à. Dậy đi, đi ra đồng với tôi, bữa nay làm vật công cho bác Mười nè. Mệt quá, là không nổi. Ông á, thì được một cái, nhậu thì siêng lắm, còn đi làm á, thì lười biếng. Tôi gắt đầu chiếu bóng mà cõi lòng trời tan nát. Ê, vậy đi mày, về nhà mày mà dắt chiếu bông. Ở đây gạch men gạch tàu không, làm gì có chiếu bông cho mày dắt. Ủa?
Làm gì sáng qua nhà tao sớm vậy? Trời trời. Trời. Ông. Vợ mày nữa hả? Làm gì hai vợ chồng qua nhà tao sớm vậy? Ông nghĩ sao vậy? Nhìn kỹ lại coi. Nhà tôi ý cha. Trời ơi. Vậy tối hôm qua tao ngủ đây luôn hả? Ừ. Hôm qua mày đưa tao về. Rồi mày xỉn quá mày nằm đây luôn. Bởi vì một thằng sai mày đi đỡ một thằng xỉn rồi đắng đùng ra hả? Giờ mày dữ quá, nó kêu tao mày bằng thằng luôn kìa. Ông nói cái gì? Ông đừng tưởng ông nói nhỏ mà tôi không nghe nha. Thôi tao về. Chứ để con vợ tao mà nó chửi một cái từ đầu làng tới cuối xóm mang nhục. Ừ. Lúc đó nhiều cái để đội lắm. Ông á cũng vậy đi. Đi làm cho tôi. Tôi á là tôi không có chửi ông. Tôi nguyền rủa ông á. Bởi vậy độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ông nói cái gì? Thôi bữa nay tôi nấu cơm cho bạn nha. Rồi tôi ra đồng sau. Thôi 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 thôi. Ông mà đụng vô cái gì á là đổ bể hết cái đó à. Cảm ơn em. Con mời ba, con mời hai anh ăn cháo. Con mời ba. Ba ơi, bữa nay con đi làm cả ngày luôn. Thức ăn có sẵn rồi, ba chỉ cần phải nấu cơm thôi. Ừ. Bữa nay ba cũng phải ra đồng. Thôi được rồi, chuyện nội trợ để con lo cho. Được không đó? Bên đó tự phục vụ, chứ không có được chăm sóc như ở nhà đâu. Tao à, nông dân của xứ mình khổ lắm hả tao? Trời ơi, làm nông sao sướng được. Anh nghe thằng Cường nói á, làm không đủ ăn, thiếu trước hộp sau không à. Làm như tụi nó sao dư được. Không thiếu trước hộp sau mới lạ. Nhiều khi nó nhậu á, nó gục tại bàn. Sáng hôm sau mà mệt mỏi, có làm nổi đâu. Ngày nông á thì phải lấy công làm lời, phải siêng năng cần mẫn. Mấy ông đó hả, làm ít mà chơi thì nhiều, còn thăng khổ nữa. Tụi nó nói được mùa thì mất giá đúng không em? Đó là nỗi khổ bị thương lái ép giá. Ngày nông thì trăm sự nhờ vào lúa. Đám cưới nè, đám giỗ nè, tiền học rồi tiền chợ. Cái gì cũng phải bán lúa mới có tiền. Mà thương lái thì biết nông dân cần tiền, ép giá lúa xuống. Không bán thì lấy cái gì chi tiêu? Phải chi nhà nước bao tiêu hết số lúa của dân thì đỡ khổ. Ký lúa làm ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Mà giá có vài chục ngàn bạc, bán xong mà đứt từng đoạn ruột. Con đang làm đề án để trình lên sở nông nghiệp. Sở phải đặt hàng cho nông dân, một năm thu mua bao nhiêu tấn lúa, để nông dân biết mà làm. Đất không trồng lúa thì trồng hoa màu khác để tăng thêm thu nhập. Loại trái cây hợp với thổ nhưỡng ở đây á là mía với thơm. Nông dân bao đời nay lúc nào cũng khổ hết trơn á. Nông dân khổ, nhưng mà Việt Nam á lại đứng đầu trong việc xuất khẩu gạo. Đó là một nghịch lý, cần phải thay đổi. Thôi ăn đi, ba ăn đi ba. Bà đi đâu vậy? Tìm chồng, đem cơm cho ông ăn nè. Ủa, thằng Chả chưa về nhà nữa hả? Về hơi hôm, sáng nay đi làm sớm rồi. Bà có lộn không? Thằng Chả ngủ nhà tôi cả đêm luôn, sáng nay tôi mới đuổi về. Bậy nè, rõ ràng hồi hôm ổng. Tôi xạo bà làm gì. Hồi tối á, thằng Chả kè chồng tôi về, hai ông xỉn rồi lăn ra gạch ngủ. Sáng nay ổng còn nói ổng về sớm, chứ để ăn hồi bà đi bà chửi từ đầu trên tới sống dưới. Bà không tin hả? Bà hỏi chồng tôi kìa. Chết cha tôi rồi. Ê, cảm ơn nè. Tối hôm qua ông đi đâu?
Bà đừng chửi tôi nha. Tôi rửa mặt xong cái tôi đi làm liền. Tối hôm qua đi đâu? Qua xỉn quá, ngủ nhà anh Cường. Chứ tôi không có đi bậy bạ đâu nha. Bà không tin rồi qua bà hỏi anh Cường coi. Tôi đi làm nha. Em cứ giữ nguyên số tiền còn lại. Dạ em cảm ơn anh. Chào em. Dạ. Anh ơi. Tao biết mày đang nghĩ cái gì. Nghĩ gì? Nhớ Quyên phải không? Ủa Thanh Cường gọi nè. Chắc đủ đi nhậu đây. Đi. Alo. Sao mày thả chim của tao? Ai cho anh bắt chim ở đây? Chim, chim của nhà mày nuôi hả?
Chim không phải của nhà tôi nuôi. Chim trời như mà anh có không được bắt. Anh mà bắt nữa hả? Báo công an bắt anh á. Con trên trời, con dưới đất, hai con đó có gì liên quan tới nhau? Mày đền tiền đi. Làm gì mà tôi phải đền tiền cho anh? Mày không đền tiền cho tao, tao đánh mày á. Anh ngon nhào vô. Tao đánh thiệt á. Anh tưởng tôi sợ anh hả? Ngon nhào vô. Ngon nhào vô. Nhào vô. Thôi. Nhào vô. Mày làm gì đó? Mày có chuyện tao mà mày. Có chuyện tao mà mày. Tao tha cho mày lần này á. Ừ, đừng có để cho tôi gặp anh lần nữa nghe chưa? Nó có làm gì em chưa? Làm gì? Anh đừng có la lên là tôi cho nó một trận rồi. Mà có chuyện gì em gây gổ với người ta? Bảy chim kiểu đó hả? Thì vài năm nữa là tuyệt chủng hết. Thôi đi, chim trời cả nước, vô thiên lục địa, làm sao mà tuyệt chủng được em ơi. Ai cũng suy nghĩ như anh đó hả? Thì á, đánh bắt vô tội dạ, vậy là phá hoại môi trường. Phải bảo vệ môi trường thì cuộc sống mới đi lên được chứ. Trời, ăn học nhiều nó không hiểu gì hết trơn. Trời, có gì đâu mà hiểu. Thì bây giờ á, mấy anh đừng có bắt chim bắt rắn nữa, thì chuột nó mới không sinh sôi nảy nở được. Thôi em đi nha. Tới giờ này còn chưa chịu về ăn cơm. Nhậu kiểu này á, về lại bỏ cơm nữa. Nhậu là bất cần thân thể mà. Ờ ba. Vô đây. Ủa, anh Cường chưa về hả bà? Ổng á, nhậu quất thằng Câu mới chịu về. Vậy là phải ở nhà một mình. Tôi sợ quá. Sợ ma hả? Tôi sợ ma sống. Cái gì mà ma sống? Tôi kể cho bà nghe thôi. Bà phải giữ bí mật cho tôi đó. Chuyện gì mà bà làm mặt mày nghiêm trọng quá vậy? Chà, hôm nay làm cái gì mà hoành tráng dữ hen. À, ăn mừng tao à? Không có bị vợ đây, chửi đâu tới đây. Ủa, bộ mày làm cái gì có lỗi với vợ mày hả? Hôm qua tao xỉn, ngủ nhàn Cường cả đêm. Bình thường á, là con vợ tao nó chửi tao không ngóc đầu nổi luôn. Mà lần này á, im ru. Bữa nay ăn cạn cái chúc mừng tao tay qua nạn khỏi coi. Vậy thì vô đi. Một, vô. Hai, ba, vô. Hôm nay khí thế dữ ha. Tình bạn trên bàn nhậu á là tri kỷ. Tha là bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ bạn nhậu. Ủa, vợ anh Cường đi đâu á? Cái thằng, mày đừng hù tao, bà nó hoài đó. Tao thà là bỏ vợ chứ không bỏ nhậu. Vui quá ha. Hình như là thanh niên ở vùng này rất là thích nhậu. Bây giờ không nhậu thì có gì đâu chơi. Không lẽ về nhà chơi vợ nữa sao? Nhậu á là đơn giản nhất, giết thời gian nhanh nhất. Vô bàn nhậu á, cũng qua cũng lại hơn hồi á, tới khuya nào cũng hay. Mày không biết đó thôi, nhậu cũng giúp mình mở mang kiến thức đó chứ. Cái gì? Nhậu mà mở mang kiến thức hả? Chứ sao, chuyện gì cũng nói trên bàn nhậu hết. Kinh tế nè, chính trị nè, tình yêu nè, vậy xã hội là cái thị xã thôi. Nói vậy mày không hiểu nữa hả? Mày nói gì? Mày ngu như bò vậy đó. Mày mới ngu á. Tại vì nói hoài mày không hiểu. Mày nói gì mày nói lại coi. Vị Thanh bây giờ lên thành phố rồi. Cần Thơ là thành phố, Vị Thanh chỉ là thị xã thôi. Mày biết không? Xã xã cái đầu mày. Ê, mày nói gì mày? Mày. Trời ơi. Mày. 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 Tụi nó đang bàn chính trị rần rần, thấy không? Cái gì? Bàn luận xong rồi đánh nhau luôn hả? Cái này chắc chỉ xảy ra trên bàn nhậu thôi. Bàn luận kiểu này tao không ham. Cãi nhau đánh nhau là chuyện bình thường. Nhìn thấy ghét nó cũng đánh. Mời không uống nó cũng đánh. Mời uống nhiều nó cũng đánh. Nó tóm lại là mấy thằng ăn nhậu là con Ngọc Hoàng. Muốn làm gì làm. Thôi yên tâm nhau đi. Thôi mời vô đi. Vô đi. Ừ, vô. Ủa, nếu mà bây giờ anh mời mà tôi không uống thì sao? Thì bốc mày luôn chứ sao? Mày nói gì quá, vô đây. Uống đi. Vô. Vô. Anh đi.
Thôi ăn đi. À, ta hát cho vui. Xa em khi mới ban chiều, mà sao anh nhớ em nhiều, thấy lòng mình bỗng quên hiu. Mà đó là sao đó, mà đó có phải là yêu không, mà sao thấy yêu là buồn. Trời ơi, đói bụng muốn xỉu. Cơm còn nóng hổi chắc nó mới nấu, đi đâu mất rồi không biết. Cũng giỏi ghê, cũng biết làm đồ. Hiếu ơi, nấu xong rồi không biết ở nhà ăn cơm mà đi đâu rồi trời. Dạ con nghe nè bà. Alo Hiếu hả con? Dạ con đây. Mẹ đâu vậy? Dạ con ra nhậu quán cây dừa chút xíu. Trời ơi, nhậu 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 hoài. Thôi bà ăn cơm trước nha. Dạ dạ. Uống hết đấy thôi đó. Dạ con biết rồi. Ừ. Vậy nha ba. Thanh niên mà ăn rồi cứ nghĩ ba cái chuyện nhậu nhẹt không, hư người hết. Ta, nó nấu còn ngon hơn con Thảo nữa. Ăn mà không chờ tôi gì hết trơn. Ủa, ai biết qua chờ. Ngồi ăn, ngồi ăn. Ăn đồ của tôi mà không biết của tôi nữa hả? Ủa, thức ăn bà đem qua hả? Chứ ai, không lẽ nhà ông có cô Tấm? Tôi tưởng Hiếu nó nấu không à. Ăn đồ của tôi nấu mà muốn mòn răng mà không biết phân biệt nữa hả? Nó nhiều quá, có ăn thì ăn đi. Mời lịch sự một chút không được hả? Sao mà khó hầu hạ dữ vậy? Mời ăn cơm. Cá kho ngon á. Ngon ăn đi. Làm gì vậy? Mắt xương. Mắt xương hả? Ừ. Đây, đây. Mà làm gì vậy? Thì tôi vuốt xương cá cho ông chứ làm gì. Hồi đó tôi đẻ ngược, tôi vuốt một hồi là hết liền hà. Đẻ ngược hả? Ừ. Hèn gì bà ngang ngược quá trời. Im đi, im cái miệng ông lại đi. Thấy không? Đỡ chưa? Đỡ chưa? Hết rồi. À, chữa mẹo hay quá. Ừ. Nhưng mà cái mẹo đó không bằng cái tay này. Nhẹ nhàng về êm ái. Chỉ có cái tính tình là cà chớn thôi à. Ăn cơm đi. Cho nên đừng có khinh thường dân gian nha. Ông bà ngày xưa mà bày cho mình cái gì á, là con cháu phải giữ cái nấy nha. Hay thiệt, hay thiệt. Ăn đi. Dạ thưa ba, thưa dì, con mới về. Ờ. Ủa mà anh hai với lại anh Kiệt đâu rồi mà ba với dì ăn cơm có một mình vậy? Đi nhậu nữa rồi. Nó chỉ nấu nồi cơm, còn đồ ăn dì Hậu đem qua hết. Trời ơi, nhà cũng còn thức ăn mà, làm phiền dì quá. Mai mốt đi làm cả ngày á, nói cho dì một tiếng dì nấu giùm cho. Chứ để hai thằng đàn ông đó biết gì đâu nấu. Dạ. Hai thằng đàn ông, trong đó có anh của mình mà hai thằng đàn ông. Chí, anh, không dám anh đâu. Thôi được, nấu cũng được. Mai mốt nấu nấu nhiều nhiều chút. Ở đâu có sẵn cho ông vậy? Dì. Con. Dạ. Không có được cười gì nghe chưa? Dì dễ thương lắm. Dạ. Ngược cái, đẻ ngược đó. Thôi con đi rửa tay nha. Ông nhiều chuyện. Trời ơi. Hả? Thiệt vậy hả? Ừ, thiệt vậy đó. Mà bà cũng vô ý quá. Chồng bà với người ngoài mà bà cũng không nhận ra hả? Ai mà ngờ, đang buồn ngủ tưởng trả đòi. Bà mẹ nó, tôi mà biết thằng nào tôi đạp một cái cho lên tới cổ luôn. Ừ.
Chủ quán đâu, cho xị nó đi. Rồi, nè, có liền. Thôi đi, đủ rồi, còn chưa đường về nữa chứ. Uống gì dữ vậy? Nhậu mà chưa đường về là hèn. Chết tại bàn là cái chết đàng hoàng. Chết ngoài đường là cái chết sình nương. Hay. Hai đứa nó muốn chết đàng hoàng, Bình cho tụi nó chết đàng hoàng luôn. À. Rồi, đổ đây nè. Uống đi. Rớt mày. Vô. Vô. Vô đi. Hai ba. Vô. Ê, mày cũng dữ dằn quá ha. Người ta là bẫy chim mà nó hâm đánh, hâm bắt. Nó đánh ghê á. Bắt chim làm gì vậy? Nhân nhậu thứ gì cũng ăn hết, càng độc càng tốt. Nhưng mà chim rắn là động vật hoang dã, đáng lẽ mình phải cấm săn bắn. Chim rắn là cái nghĩa địa gì? Cọp, tê giác và tót tan tuốt hết. Xin lỗi nha. Thịt người mà cường dương bổ thận, trẻ mãi không già, dám ăn luôn. Thôi đi, mày nói đi nghe thấy gớm quá. Thôi vô. Vô. Ờ, nè. Thôi đi, hai tao bay uống đi. Tụi tao về à, đi kìa. Mày về hả? Đi về. Về thì về, chưa hèn. Ê, ông nói gì á? Tụi bọc ông bây giờ. Về về về. Đi về. Đi. Ai đi cứ đi, chiến trường súng vẫn nổ. Vào. Vào. Cái gì vậy?
Trời, cái gì? Ông chưa ra trong phòng em kìa. Cái gì? Anh xin lỗi. Sao vậy kìa? Gì là ông xong vậy? Ông kìa. Ông. Mày nói cái gì? Ông chưa ra phòng con kìa. Trời đất ơi. Dạ. Chuyện gì mà bậy bạ vậy? Con không biết nữa. Tự nhiên con nhớ con vô phòng của con mà. Sao lại vô phòng của Thảo? Tôi hiểu rồi ha. Nhậu vô xong rồi thú tính nổi lên đúng không? Thảo ơi, em đừng có nói quá. Chắc là có hiểu lầm gì đó. Làm cái gì? Làm bậy xong rồi bây giờ đổ thừa sai không biết hả? Dạ thưa bác, con xin lỗi bác. Anh xin lỗi em. Thôi đi. Anh không hiểu sao anh lại vô phòng của em nữa. Anh nhớ rõ ràng là anh đi về phòng Hiếu mà. Thấy tác hại rượu bia chưa? Rượu nó làm mất lý trí, không kiểm soát được hành vi của mình. Nhiều kẻ vì rượu mà giết người, hãm hiếp, gây tai nạn. Cái thằng này. Tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Dạ con xin lỗi bác. Con hứa từ nay con không uống rượu nữa. Gì? Anh hứa vậy là xong á hả? Còn cái vụ mà anh chui vô trong giường của tôi làm sao? Vậy chứ bây giờ mày muốn sao? Con sẽ báo công an bắt cái ông này. Hả? Thôi giờ bác. Mày làm quá rồi đó. Báo công an chi cho nhục hết cả nhà hả? Bà có cách này hay nè. Sao bác? Đi ngủ đi, mai rồi tính. Bá. Mày liệu hồn mày đó. Dạ. Đi vô ngủ. Lôi đi. Cổ nó về. Dạ. Đi. Anh xin lỗi. Đi. Mày cho ông. Ông có bà là chết với tôi. Đi ngủ đi. Bực bội quá. Chuyện là vậy đó chú. Chú là tổ trưởng ở đây. Chú phải điều tra coi thử cái tên dâm tặc biến thái đó là ai nha chú. Thằng khốn nạn. Canh me con xỉn quậy vợ con. Mai mà tôi đề phòng á. Ủa, mà sao bà biết mà bà đề phòng? Thì không có ông ở nhà, tự nhiên tôi sợ. Thằng này á, phải là người quen. Cho nên nó mới biết là chồng ai đi vắng á, nó mới tới nó làm ẩu. Ngặt một cái á, không có chứng cứ, điều tra cũng khó. Ta nói cũng vì rượu mà xảy ra đủ thứ hết trơn trời. Còn ông á, mai mốt mà nhậu ngủ lan nữa, dâm tặc nó có vô á là tôi cho nó thỏa mãn luôn. Đồ đàn bà hư, ăn nói tầm bảy tầm ba không à. Mày á, mày nhậu hoài mày bỏ vợ đó, nó có quyền à. Thôi mà chú Nghĩa, con hứa là con không nhậu nữa mà. Con bỏ nhậu luôn rồi. Thêm thằng nữa hứa, để coi thử sao. Thôi, để mời chú lên báo công an xã. Cái thứ làm gì không làm, đi làm dâm tặc. Dâm tặc ở ngay đây chứ đâu mà ba phải đi tìm. Ba. Trời ơi. Đi. Anh làm gì? Em định làm, mọi chuyện lo thôi thêm hả? Chứ anh không nghe cái gì hả? Dâm tặc mò vô nhà anh Cường. Vậy là quá rõ rồi ha. Ông Kiệt nhậu vô rồi đi làm bậy. Tối hôm qua chắc chắn không phải là vô ý. Mà hả nè, là... đừng có nghĩ bậy bạ. Nó là bạn của anh hiểu rõ nó. Anh binh bạn anh quá. Vợ chồng người ta còn chưa hiểu nhau, nói chi là bạn. Chắc chắn á là ổng quậy vợ ổng Cường không được, cho nên ổng về nhà ổng quậy em nè. Mà nó có làm cái gì em đâu. Hả? Bận quần đùi rồi gác chân ngang qua người em nữa. Rõ ràng là ổng muốn khêu gợi mà. Có dâm tặc nào mà hiền vậy không? Tại ổng chưa kịp làm gì hết. Sao em sẽ diễn vậy được? Vậy bây giờ, vậy anh giải thích sao cái chuyện mà từ trước tới giờ trong xóm mình chưa bao giờ có chuyện đó. Tự nhiên hả, ông Kiệt về một cái á, rồi xong cái xảy ra chuyện như vậy. Mà hả, cái chuyện mỏng chui vô phòng của em á là một bằng chứng không thể nào chối cãi được. Ý Thảo nói tôi là tên dâm tặc đúng không? Được rồi, nếu Thảo cứ khăng khăng nói tôi là tên dâm tặc, tôi sẽ chứng minh cho Thảo thấy không phải là như vậy. Hay quá. Bằng cách nào? Tôi sẽ điều tra ra tên dâm tặc. Ê, sao mày chắc chắn là thằng dâm tặc sẽ có mặt ở đây? Vì chỉ có thể là ở chỗ này, nó mới có thể theo dõi được thằng nào xỉn, rồi ngủ bờ ngủ bụi, rồi sau đó đột nhập vô nhà giấu thủ đoạn.
Vậy là nó từng mò vô nhiều nhà rồi hả? Cũng có thể, nhưng mà cũng không chắc được. Tại vì đây là chuyện tế nhị, cho nên dám chắc là không có nhiều người dám lên tiếng đâu. Nè, mày vừa bị phát giác hôm bữa, mày nghĩ nó có dám xuất hiện nữa không? Thì liều thôi, chứ thằng đó mà nó trốn luôn là tao chết với em mày đó. Ừ. Ê, mày uống vừa thôi hả? Phải tỉnh táo đi còn theo dõi nữa. Ờ, đúng rồi. Uống nữa đi. Em uống hết nhiều nổi rồi. Mày uống, tao uống. Ừ, hết nổi. Rót đi. Em rót, anh uống nha. Trời ạ. Em uống hết nổi rồi. Đi mấy người chú em? Một người. Dùng gì chú em? Một bia, đậu phộng. Rồi, có liền. Hiếu, Hiếu, Hiếu. Hả? Mày thấy cái thằng đó làm sao? Thiên Nhất á, giờ này có nắng nôi gì đâu mà đói nóng. Ừ. Thứ hai á, không ai đi nhậu mà kêu đúng một chai bia xong á rồi ngồi nhâm nhi như uống cà phê vậy. Tao thấy mày nên thi vào trường đại học cảnh sát, chứ mày mà học kiến trúc uổng phí tài năng của mày quá. Cái thằng vì tôi yêu cái đẹp hơn là hai bắt cướp. Đúng nó rồi, chính nó là thằng dâm tặc chứ không ai vô đây nữa hết. Mày thấy không, cái kiểu mà nó ngồi nó ngó giáo giác như vậy á, chỉ là để theo dõi coi thằng nào xỉn, sau đó nó mò vô mùi của vợ thằng đó. Mày chắc không mày? Chứ còn ả dưới đấy nữa. Bây giờ mình chỉ ngồi chờ nó đi theo dõi ai đó, rồi mình nhảy vào bắt nó là xong. Ừ. Sao tự nhiên mọi việc lại thuận lợi quá mày? Tao nghĩ mọi chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bản chất của mọi sự việc đều đơn giản, tại vì mọi người làm cho nó rối tung lên thôi. Nhưng mà không lẽ lần trước bị vợ thằng Cường phát hiện ra rồi chi hô lên nó không ớn hả mày? Mày nghĩ tao nói có đúng không? Nó ăn dụng riết quen miệng, bây giờ bắt nó nhịn làm sao nó chịu nổi. Với lại hôm bữa tao với mày đã thuyết phục được vợ của thằng Cường là hãy khoản tố giác lên công an, tại vì mình sợ bứt dây động rừng, để cho anh em mình vắn bẫy nó trước. Chắc là nó không nghe động tĩnh gì, cho nên nghĩ là im chuyện, cho nên bây giờ mới mò vô đây. Đi về anh. Đi. Cũng có lý, nhưng mà từ từ. Tính tiền. Rồi. Tính tiền ông chủ ơi. Bao nhiêu? 80. Đây, gọi thôi. Ê Kiệt, chào tao. Đi, đi lên. Cậu vợ rồi mày móc đừng có rủ tao đi nghe chưa? Chở đâu mà vợ. Uống có mấy ly à? Anh cũng vậy, anh còn uống nổi nữa không? Tao chấp mày luôn á. Đồ mà anh dữ ha. Tới nhà em rồi. Vợ. Đây, nhà em đây. Vô đi anh. Vô. Từ từ anh. Đây. Ở đâu vậy? Tới chưa? Thằng dữ. Tới rồi hả? Trời ơi. Trời ơi, nhậu xỉn tới mức không còn biết đâu là trời, đâu là nhà nữa. Có thể đêm nay nhà của một trong hai ông này thế nào cũng sẽ bị kẻ đó chui vô. Thấy chưa, nó đó. Hai cái ông này nằm ở đây tới sáng thế nào cũng bị trúng gió chết cho coi. Báo cho vợ mấy anh chả biết để lôi cổ về mới được. Trời ơi, sao mình thiếu giờ này? Tại sao mày không để chứ đâu cũng được. Đi đi đi, để lên.
Ủa, đâu mất rồi ta? Ê, sao ai mà biết? Đi chết đi. Biến thái. Mày, đồ biến thái mày. Hả? Ê, anh Hiếu, Hiếu. Hiếu, Hiếu. Anh Hiếu. Hiếu, Hiếu cái gì? Em mày bỏ em cây ra chưa? Em Thảo nè. Thảo. Hả? Thảo. Mày hả? Ê, Thảo. Ê, rồi. Kì, con chạy đi con. Đừng. Con Thảo. Buông ra. Thảo, em Thảo. Nó đánh tao chết nè. Là Thảo. Ông buông ra. Thảo. Là Thảo mà. Thảo. Mày nhìn kỹ đi. Ủa, Thảo. Em là thằng dâm tặc hả? Dâm tặc cái đầu anh chứ dâm tặc. Ở nhà chờ hai anh sốt ruột quá cho nên tôi mới đi ra đây nè. Anh với thằng Hiếu là đang theo dõi tên dâm tặc. Trời, em làm hư chuyện của anh với thằng Hiếu hết. Lỡ như tên dâm tặc mà bám theo á là bị lộ chuyện hết. Nhưng mà hả, nguyên cả buổi tối hôm nay á, tôi thấy trong cái quán á chỉ có anh là đáng nghi ngờ nhất thôi, cho nên tôi mới theo dõi anh đó. Hả? Tại em bám theo nên tên dâm tặc không có xuất hiện. Thôi mệt quá, đúng cần biết. Hai ngày nữa mà anh không bắt được tên dâm tặc hả, tôi sẽ tố cáo anh. Ê, Thảo, chờ anh với Thảo. Anh không phải thằng dâm tặc đâu. Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa. Tía em là một người nông dân, má em cũng là người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Những đêm trời trăng lên tròn tròn. Ủa Thảo, vừa làm vừa hát yêu đời quá vậy. Chị Chi, chị kiếm em có gì không? Rạy mía nhà của má anh Long bị rầy, cho nên qua nhờ em giúp nè, được không? Bị rầy hả? Ừ. Chuyện nhỏ. Thiệt tình á, là mọi người ở đây nhờ em nhiều lắm đó. Thôi, bữa nay chị rảnh, chị phụ em nghe. Được chứ, chị lên đây. Ừ. Đi đây. Thảo ơi, Thảo, ba kêu về giao hàng cho khách kìa. Dạ. Chị Chi, em chạy về nhà chút xíu, em ra liền nha. Ừ, em đi đi. Dạ. Đây, đưa tay cho anh. Lên. Em đi nha. Ừ. Em làm đi. Ừ. Đây. Em có mệt không? Dạ không. Chi? Ơ kìa. Ủa, anh Long, sao anh biết em ở đây? Dì Hậu nói em ở đây. Em làm xong chưa? Trời sắp mưa rồi. Ừ. Thank you.
gái gì mà dữ thế sợ. Đánh mình đau muốn chết. Hèn chi không ai thèm lấy là phải rồi. Nè, nói gì đó? Anh Hiếu đâu rồi? Sao mà anh biết được? Ờ, lúc sáng anh gặp nó, nó nói ra ngoài rẫy thơm kiếm em mà. Ủa, em về lâu rồi? Tối nay á, nó phải ra ngoài quán cái dừa với anh nữa để tiếp tục điều tra. Bộ mấy anh tính ra đó ngồi chờ thờ vậy hả? Ủa, chứ em tưởng hai ông ngày hôm qua là tự nhiên say xỉn rồi chui vô trong cái liều ngủ vậy đó hả? Ủa, vậy là mấy anh dựng nên cái trò đó đó hả? Ừ. Và nhờ em, kế hoạch đã thất bại. Anh không nói thì ai mà biết được. Rồi tối nay làm sao? Bổn củ soạn lại nữa hả? Ừ, soạn hoài cho tới khi nào dính mồi thì thôi. Rồi sao anh không nghĩ đỡ cái tên dâm tặc đó nó không mò vô nhà của hai ông đó mà mò vô nhà người khác thì sao? Ờ hả? Anh chưa tính tới trường hợp đó. Giờ vậy nè, em á sẽ nhờ vợ anh Cường thông báo hết với tất cả các chị em phụ nữ trong xóm mình để mấy bà biết á mà đề phòng. Khi nào mà có chuyện gì xảy ra á, mấy bà có la lên á thì mình cũng sẽ trở tay kịp. Ý em hay đó. Vậy là lần này nó có chạy trời cũng không thoát được. Ừ. Còn anh cũng rửa sạch được nỗi oan. Mà sao tự nhiên em chịu giúp anh vậy? Thì đột nhiên em nhận ra anh không phải là tên dâm tặc thôi. Sao em nhận ra trễ vậy? Tại vì á, kẻ biến thái đó chỉ có thể là người trong xóm này, thông thạo hết tất cả các đường đi lối lại mới có thể chạy trốn khi bị truy bắt. Ừ. Ủa Hiếu, mày làm gì hứa nghe em vậy? Ờ, tao bốc mưa. Ủa, ở đây có mưa đâu? Mày có chừng bị bệnh đó, rồi tối nay không có ra quán cái dừa với tao được. Được, tao vô nghỉ ngơi chút là đi được à. Hiếu, cái thằng này lạ thiệt, lúc nãy còn cười nói líu lo, bây giờ mệt mỏi còn người thì ướt nhem. Ừ Thảo. Ừ? Kế hoạch của em sao? Ờ, ủa bác. Ừ, cô chào bác. Ủa, bác được dâm tặc chưa mà ngồi đây? Dạ gần rồi bác. Gần bắt được hả? Mém mém hả? Dạ. Ờ, hồi nãy ba thấy con chị với thằng Long xách mấy trái thơm rồi che dù đi, không chừng qua rẫy mình xin hay sao vậy? Dạ đúng rồi, hồi sáng chị có ra rẫy với con. Ủa mà có anh Long nữa hả ba? Có, thấy hai đứa đi mà. Hèn gì. Hèn gì gì? Ủa con Hiếu đâu? Ờ, con không biết nữa. Tắm mưa hả, vừa ướt nhem ướt nhẹp. Con sợ là nó bệnh, tối nay không ra ngoài quán cái dừa với con được nữa nè. Nó bệnh hả? Coi nấu cháo cho nó ăn đi. Khí hậu bây giờ thời tiết hay thay đổi. Đây lên rẫy mình có chút ép, trên rẫy mưa tầm tã mà dưới này không mưa. Bệnh này của thằng Hiếu á là bệnh tương tư. Cho dù có ăn mấy nồi cháo đi nữa cũng không bao giờ hết bệnh đâu. Anh Kiệt nè. Sao? Tối nay á em ra quán cây dừa với anh nha. Để anh Hiếu ở nhà đi. Ổng đi ra đó mất công ổng không có lo điều tra gì hết, mà cứ lo uống rượu giải sầu không, mệt lắm. Em ra quán cây dừa với anh đó hả? Ừ. Được không? Trời, kể trang giống tối hôm qua. Em kể trang hả? Ừ. Vô đi. Uống ít thôi bà chàng, uống nhiều quá lát sao theo dõi. Anh nói à bà chàng á? Thôi không có gì, đừng có cãi nữa, tập trung vô vấn đề chính. Chủ quán cho mấy chú vịt lộn đi. Uống ít thôi anh Năm. Mình nhận lời giúp thằng Hiếu cái vụ thằng biến thái đó. Say thiệt á hả, là hư chuyện hết đó. Biết rồi, nghe chuyện vợ anh Cường thấy mà ớn. Lỡ mình say thiệt á, nó mò vô làm gì vợ mình rồi sao? Thì đó. Ôi, anh uống nữa. Vô đi. Vô đại ca. Vô. Em thích đại ca rồi đó. Vô. Nó kêu mình uống giả bộ thôi.
mà hai đứa nó uống như thiệt vậy đó, làm em thèm muốn chết. Nhìn em giống bồm nhậu thứ thiệt quá. Không làm thì thôi, diễn vai cho giống chứ. Ủa sao tới trễ vậy anh? Nhìn kia nhìn kia. Tao có gì tới trễ. Tao xích chó kìa. Anh nói gì kỳ vậy? Vậy em không thấy người nó đeo đầy dây xích hả? Mà nó cũng biết nhậu hả? Hình như không phải nhậu thường đâu, mà là bậm nhậu luôn đó. Nè đây cha, để tao. Vô tụi bay, hôm nay không sang không dạ, về nha. Vô Long. Vô. Vô. Ủa sao giờ này mà chị Diễm chưa tới đây cả? Chút nữa Diễm sẽ tới. Phụ nữ đẹp á thường hay bắt đàn ông chờ. Anh Long sướng thiệt nha, có người yêu đẹp mà còn được đi chơi với bộ nhí nữa. Bộ người yêu anh không ghen hả? Thôi đừng nhiều chuyện. Nghe nói cô giáo là do má anh chọn hả? Ừ. Vậy mà anh cũng chịu nữa hả? Đại ca nào giờ không sợ trời không sợ đất, sao mà bữa nay á chịu nghe lời vậy? Chơi thì sao cũng được, nhưng vợ thì phải lừa kỹ. Vô tụi bay. Dạ. Vô. Vô. Anh tới lâu chưa vợ? Em qua đây ngồi nè. Nè em qua đó ngồi đi em. Nè ngồi đây. Ê, cô Thảo, bình tĩnh đi, chuyện đó để từ từ tính sau. Lo chuyện mà mình bàn tính trước đã. Nhìn kìa, xuống con mắt. Đã có chị Chi rồi mà. Thôi kệ đi em. Còn vậy nữa đó. Mình nói với chị sao? Bây giờ tập trung đi. Anh uống đi. Vô đi. Đó 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 đó, thấy chưa? Đã nói là kêu bình tĩnh rồi. Thôi em ngồi xuống đi. Anh sao vậy? Ăn bộ sợ em ngồi như vậy người ta thấy về mét với người yêu anh hả? Không phải, em ngồi đó thì mình dễ tâm sự hơn thôi. Xạo quá. Nè em chưa giới thiệu cô bé đi cùng em. À đây là bé đẹp em họ em, lâu lâu dắt nó đi chơi cho biết đây biết đó. Chào em. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ em chào anh. Anh á có người yêu đẹp, người đẹp nết rồi quên mất tụi em luôn à. Thôi vô đi. Vô vô. 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 Chị, trái cây nè, ngon lắm, thằng Long đem qua đó, ăn đi con. Dạ, dì cứ để đó đi, chút nữa con ăn. Chị, quay qua nói chuyện với dì một chút đi. Có chuyện gì vậy dì? Con thấy thằng Long như thế nào? Con thấy anh cũng tốt. Sao dì thấy lo lo sao á? Má thằng Long á, dì thấy không có hiền lành gì, mà nó thì lại quá phụ thuộc vào má nó. Dù gì á thì thấy nó cũng thương con. Con cũng thấy như vậy. Con nên lánh mặt thằng Hiếu. Nếu như con dứt khoát chuyện với thằng Long, nó không có ở đây lâu đâu. Mà nói thiệt, vì thấy nó gì gai gai sao á. Mới về thì đã xá đà tụ tập ăn nhậu rồi, còn cái thằng bạn của nó nhìn là biết thứ không đàng hoàng rồi. Con thấy anh Kiệt cũng không phải là người xấu. Với bay á thì ai cũng tốt hết á. Alo. Dạ, bây giờ em đang bận chấm bài. Thôi, anh cứ chơi với bạn bè em đi. Có gì mình gặp lại sau nhé. Ai gọi vậy con? Anh Long gì à? Hình như là ảnh đang nhậu. Cả hai thằng theo mày á, không có thằng nào coi được hết trơn á. Tối nay á, mừng anh Long trúng mùa nhãn, chúng ta ăn mừng tới sáng. Vô.
Ở quán này 11 giờ khuya họ đóng cửa rồi. Muốn chơi thì thiếu gì chỗ. Ta bảo khách sạn, mình kéo nhau tới đó rồi chơi tới sáng. Đúng rồi đó đại ca. Bây giờ á, đại ca chưa có vợ, đại ca phải tranh thủ đi chơi đi. Chứ 11 á, mà đại ca lấy vợ, mà vợ đại ca là cô giáo nữa, đại ca đi chơi vậy về nhà bị bắt quỳ gối xuống, đánh đại ca rồi hả, khoanh tay ốp mặt vô tường nữa đại ca. Vô. Thôi rồi, vô đi anh. Vô. Mày im đi. Có phở ở đây, không được nói cơm. Bây giờ có ai ở đây tao cũng không ngán. Anh nói thiệt không? Kể cả má anh đúng không? Anh bất chấp, em không tin hả? Đại ca mà sợ ai chứ. Vô. Nó tập trung cho chuyên môn đi em. Tính tiền đi. Rồi ra liền. Biết rồi. À, hết thảy là 180. Rồi thôi. Thôi tụi mình đi. Cảm ơn. Mình đi em. Đi anh. Đi. Mình cũng đi luôn đi. Ê, em đi đâu vậy? Mình phải ngồi đây theo dõi tên biến thái chứ. Theo dõi cái đầu anh. Anh ngồi đây tới sáng, tên biến thái không có ló cái mặt ra đâu. Mình phải đi trước, ra ngoài kia mai phục. Nãy giờ em đã quan sát rồi, em chưa có thấy người nào ra khỏi cái quán này á mà còn tỉnh táo hết á. Theo như em phán đoán á, thì tên đó chỉ bám theo những người cuối cùng rời khỏi quán để khỏi bị nghi ngờ. Và em cũng đoán á, cái tên đó cũng không phải là ai xa lạ đâu. Mình đi trước đi. Chắc chắn thế nào cũng có kẻ bám theo anh Năm và anh Sáu. Mà nè, anh Năm với anh Sáu có biết vụ này không? Em đã dặn hai ảnh rồi, hai ảnh phải ngồi ở đây đến khi nào là khách cuối mới được về. Thôi mình đi. Tính tiền chủ quán ơi. Rồi ra liền. Của em 70 ngàn. Em gửi. Mấy con mũi đáng ghét. Anh ngồi yên đi, lộn xộn quá. Ở đây nhiều mũi quá à. Ủa, sao mũi nó không chích em mà toàn chích anh không vậy? Mũi chích cho anh biết. Sao nó không chích em? Tại hồi nãy em có sức thuốc chống mũi rồi. Sao em có kem chống mũi em nói anh đến sức? Trả thù cái vụ hôm bữa anh chui vô giường em. Nhưng mà vụ này là vụ khác. Giờ mình đi nhậu tiếp nha. Thôi về. Có người đã đã lâu lắm từ từ mày. Rồi không về. Thầm lại chốn xưa. Anh Năm với anh Sáu xị kìa. Đứng dậy. Mà công nhận anh Năm diễn giống ghê luôn á. Cái anh này nghe là tao ngu quá. Tỉnh mà. Đã diễn tới đây rồi thì phải cố mà diễn cho ra chứ. Anh Năm Vinh Sáu Sĩ cũng vui quá. Ê, có người. Ê, tên biến thái bám theo. Đi. Sao giờ em? Nó vô trỏng rồi kìa. Bây giờ xong vô bắt tại trận nha. Ê, không cần đâu, anh cứ ngồi yên đi. Em đã dặn chị Sáu rồi, mình cứ tới trước cổng chuẩn bị tóm gọn hắn là được rồi. Qua đi. Cẩn thận đó. Em cũng vậy đó nha. Kìa. Mày hả? Ai dạ? Tên giúp ta bỏ người ta. Đứng lại. Đứng lại. Tên giúp ta bỏ người ta. Đứng lại. Mày ơi mày. Mày ơi mày. Bắt mày rồi mày. Lâu khắc ra. Bò dở tao. Chết đi.
Thôi được rồi, đừng có đánh nữa. Đừng có đánh nữa. Đưa lên công an đi. Đi mày. Thôi mà. Ai hả? Hả? Chủ quán cây dừa. Ủa? Chủ quán cây dừa. Đưa lên công an nhanh lên. Thì ra chủ quán cây dừa chuyên môn theo dõi người ta say rượu rồi vô nhà người khác làm bậy làm bạ. Trời ơi. Dạ. Con còn nghe kể lại á là có khi ổng còn giả bộ tốt bụng cho người ta ngủ lại nhà ổng, rồi ổng đi mò vô nhà người ta. Cái thằng này không biết nó làm bậy bao nhiêu người rồi ha. Công an không có tiết lộ đâu ba, tại vì còn liên quan tới danh dự của nhiều người nữa, nên họ giữ kín để điều tra thôi. Hey. Kỳ này cho mấy thằng bộm nhậu nó sáng mắt ra cho biết. Nhậu cho dữ vô rồi đặt đàn cho mọi ăn trộm trâu. Chú Tư ơi, chú Tư ơi, cứu con với chú Tư. Gì vậy? Vợ con nó bỏ về bên ngoại rồi, còn nó còn đòi ly dị với con nữa. Chứ sao tới nông nổi vậy? Mày bỏ nhậu rồi mà. Con không biết nữa. Vợ con nó không chịu nói lý do. Chú là người lớn, chú khuyên vợ con giúp một con đi chú Tư. Không có vợ con cháu không nổi đâu chú Tư. Trời, nghe muốn vớt nước mắt. Xạo mày ơi. Từ cái hồi mày cưới tới giờ nó khuyên mày bỏ rượu, biết nhiều người khuyên mày còn không bỏ. Bây giờ giật không có vợ con sống nổi. Có tủ rồi phải có sắt chứ. Sắt với tủ đi đâu mà. Trời ơi. Bữa nào vô cái tủ sắt ở trong xã ngồi trong đi. Đồ tẩu lao. Chú Tư, tao không đi luôn. Tôi giúp con đi mà. Con có vợ con buồn lắm á. Bây giờ đang đâu? Dạ, bỏ về bên nhà mẹ vợ con á. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh lùng xấu mà còn khóc thấy ghê quá. Để tao qua rồi tao nói chuyện với bà cho. Ờ mà không được. Sao vậy? Mẹ vợ mày ở giá, tao cũng ở giá. Tao qua người ta dị nghị. Không có đâu, có con với vợ con. Ôi, nữa mà. Thôi không được đâu, không được đâu. Với lại tao á, đàn ông cũng khó nói chuyện. Thôi được rồi, để tao dẫn mẹ qua gặp dì Hậu. Bà khéo miệng rồi đàn bà với nhau dễ thông cảm hơn. Dạ. Lần rồi nhớ cho tưởng nghe mày. Ừ. Thôi mấy đứa nhà. Dạ. Dạ. Ba đi lo chuyện bao đồng. Ông bất ơi các mày. Cái thằng này. Cái ông này. Anh Tiến có từng say rượu rồi ngủ lại nhà chị không? Có một lần. Lâu chưa? Cũng mới đây à. Vợ của anh Tiến á, đã báo với chị về cái vụ tên biến thái để chị biết mà đề phòng đúng không? Không chị. Chị dạ, không được may mắn giống như chị. Vợ anh Tiến á, đã không nhận ra được đó không phải là chồng mình. Dạ chắc chị cảm thấy có lỗi với anh Tiến lắm. Nó nói á, là tôi đừng có cho ai biết chuyện này hết. Nó sợ xấu hổ. Nhưng mà không phải nó sợ cho nó đâu, nó sợ cho chồng nó. Mấy chị á, lúc nào cũng chỉ biết ôm phần thiệt về mình không à. Còn mấy ổng á, thì sướng phê phây á. Đó chứ em nghĩ coi, bây giờ có làm cách gì khác được không? Em cũng không chắc. Nhưng mà em nghĩ á, bây giờ chỉ có chị mới khuyên được chị thôi à. Tôi đã nói hết lời rồi mà nó không có chịu nghe. Mà nó cũng không chịu giải thích cái điều gì hết á. Chỉ thấy nó khóc thôi à. Hy vọng vợ thằng Cường á khuyên được nó á. Tôi cũng mong là vậy đó chị. Tôi đã nói hết lời rồi, bà không chịu nghe thì tôi cũng bó tay. Chuyện đó không phải lỗi của bà. Ai mà ngờ chuyện xảy ra như vậy chứ. Bây giờ bà cảm thấy có lỗi cũng đâu có ích gì đâu. Với lại lỗi của mấy ổng cũng đâu có ích. Ai biểu cứ nhậu vô rồi bỏ vợ đi biệt tâm à. Thật tình tôi chỉ muốn đâm thằng cha biến thái đó một nhát cho xong, mà lại không có gan đứng lên tố cáo. Tôi sợ mất mặt lắm. Nhiều bà cũng có suy nghĩ như bà đó. Sợ mất mặt, mặc dù rất là căm phẫn. Nhưng mà hả, tôi thấy á, ông Tiến á,
đâu phải là người cố chấp tới mức không chấp nhận đâu. Tôi nghĩ ổng mà biết chuyện chắc ổng đâm thằng cha đó luôn đó. Như vậy đi, tôi không bắt bà là phải mạnh mẽ hay là bà làm dữ gì hết á. Chúng ta là đàn bà với nhau nên tôi hiểu nỗi khổ của bà. Nếu mà bà cảm thấy không đủ can đảm tố cáo á thì thôi, không ai ép bà được. Chứ tố cáo rồi mà gia đình tan nát á thì tố cáo làm gì, bà hiểu không? Ừ. Nhưng mà tôi... Đó chỉ là tai nạn thôi. Không lẽ vì chuyện đó mà gia đình của bà tự nhiên tan nát hả? Đứng dậy, ra đây. Đi. Đi ra gặp ổng. Dạ. Đi. À, đi đi. Chứ nhìn mặt ổng tội nghiệp lắm. Đó, chị coi đó. Bà đừng giận tôi nữa nha. Kỳ này tôi hứa từ nay tôi sẽ bỏ rượu. Tôi sẽ chí thú làm ăn để cho bà không phải khổ nữa. Tôi thề luôn. Thôi, ông đừng có hứa nữa. Hành động á, bằng một nửa lời hứa thôi là được rồi. Vậy á, là xong rồi hen. Nhỏ hay quá. Mai mốt mà vợ chồng ai trong xóm này giận nhau á, nhờ con ra giải quyết nha. Dạ con đâu có dám đâu dì Hậu. Con á chỉ nhận vụ này thôi à. Còn mấy vụ khác á, chắc con bó tay. Thôi trưa rồi. Dạ con thưa dì Hậu, thưa bác Tư con về. Thôi con về, cảm ơn con nha. Dạ. Dạ. Đi đi. Oh.